Xin kính chào quý vị và các bạn. TCT xin gửi tới quý vị thông tin cập nhật mới nhất về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 1, Bộ Y tế công bố thêm 9 bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và Bắc Ninh. Với 9 ca nhiễm mới đều liên quan đến hai bệnh nhân là 1552 và 1553, Việt Nam đã tăng lên 1.651 bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19. Thêm 9 ca mắc mới nâng tổng số bệnh nhân lên 1.651 người. Các ca nhiễm mới được ghi nhận trong đêm 28, sáng sớm 29 tháng 1 gồm Hải Phòng 1, Bắc Ninh 1, Quảng Ninh 2, Hải Dương 4 và Hà Nội 1. Cụ thể, thành phố Hải Phòng ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 1561 và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 1565 liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hai ca nhiễm này chiều tối qua đã được địa phương xác nhận là nhiễm và sáng nay Bộ Y tế ghi nhận mã số bệnh nhân Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới vào ngày 29 tháng 1, bệnh nhân 1573 và 1574 liên quan đến bệnh nhân 1553 ở Vân Đồn. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 trường hợp mắc mới vào ngày 29 tháng 1 là bệnh nhân 1646 đến 1651. Các bệnh nhân này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 1581 ở quận Hai Bà Trưng liên quan đến bệnh nhân 1553. Đây là ca nhiễm mới tại Hà Nội. Ngoài bệnh nhân trên, trước đó Hà Nội đã ghi nhận hai ca nhiễm khác gồm nam sinh viên quê ở Hải Dương trú tại cầu giấy Hà Nội và một người khác là nhân viên an ninh ở sân bay Vân Đồn. Hà Nội cách ly 50 người tiếp xúc gần 4 người nhiễm dịch. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội chiều 28 tháng 1 đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 50 người tiếp xúc gần 4 bệnh nhân COVID-19 trong ổ dịch ở Quảng Ninh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết một thanh niên 29 tuổi ở Tây Hồ và một thanh niên 25 tuổi ở Sóc Sơn đã nhiễm COVID-19 và được Bộ Y tế ghi nhận vào trưa ngày 28 tháng 1. Hai người này đều là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn, chung nơi làm việc của bệnh nhân 1553. Hiện công tác tại Quảng Ninh, song có địa chỉ ở Hà Nội. Vì vậy, CDC Hà Nội đang ra soát những người tiếp xúc gần hai bệnh nhân này. Trong hơn một ngày, Việt Nam có thêm 93 bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang được phong tỏa 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1, trong khi đó tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội mức độ từng khu vực. Riêng trong hôm qua ngày 28 tháng 1, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận 91 ca mắc mới, trong đó có 84 ca nhiễm trong cộng đồng từ hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Như vậy, sau một ngày, dịch đã lan thêm đến Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Sau 5 năm ngày không xuất hiện ca mắc mới ở cộng đồng, Việt Nam có thêm 93 bệnh nhân ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Đây được đánh giá là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ trước đến nay. Trong 2 ngày qua, số ca nhiễm trong cộng đồng ở 5 tỉnh như sau: Hải Dương 77 ca, Quảng Ninh 13 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Phòng 1 ca và Bắc Ninh 1 ca. Tối qua ngày 28 tháng 1, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn tìm người đến 31 địa điểm ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội do liên quan người mắc COVID-19. 4 công an Hà Nội thuộc diện F1 Công an Hà Nội ghi nhận có 3 người trở thành F1 sau khi đi làm án ở Quảng Ninh. Ngoài ra, một cảnh sát làm nhiệm vụ tại nội bài cũng đã tiếp xúc với người mắc COVID-19. Lãnh đạo Công an Hà Nội cũng thông tin với báo Dinh, 4 cảnh sát hình sự khác dự hội nghị ở Quảng Ninh cũng đã cách ly tại nhà. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, quý vị và các bạn hãy chú ý các biện pháp phòng tránh, cách ly để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Hãy nhớ đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay với dung dịch sát khuẩn, tránh tiếp xúc nhiều nơi đông người và chú ý cập nhật tin tức thường xuyên để có các biện pháp bảo vệ mình và người thân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.